Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Phụ Kiện Âm Thanh Số của chúng em. Và thưa các bác, hôm nay chúng em sẽ giới thiệu với các bác một cái dây AV hay còn gọi là dây hoa sen. Vâng, thì như các bác đã biết, khi chúng ta sử dụng một dàn âm thanh thì chúng ta không thể thiếu những cái dây AV như thế này để kết nối tín hiệu đường vào và đường ra của thiết bị âm thanh nhà mình. Vâng, thì thường thì chúng ta đi mua một dàn âm thanh thì các cửa hàng người ta bán âm thanh cho các bác thì người ta sẽ khuyến mại dây cho các bác. Nhưng thường cái đồ khuyến mại dây AV thì thường sẽ là dây không tốt. Đây em ví dụ cho các bác vậy. Thường thì người ta chỉ khuyến mại cho các bác cái dây ví dụ như thế này thôi. Đó, các cái dây như này thì thật sự là rất dễ hỏng các bác nhé, rất dễ hỏng luôn. Các bác nhìn thấy ví dụ như các cái dây này là em có một bác ở gần công ty em có qua bảo là cháu ơi, cháu xem là có cái dây xịn không, bởi vì cái dây này của chú về làm được sử dụng được vài bữa thì nó hư mất rồi, mà hư không rõ nguyên nhân luôn. Đó, thì nó đứt trong hoặc là quá trình sử dụng nó sẽ bị mua ve. Đó, tín hiệu nhận không tốt. Đây các bác nhìn này, các cái dây đẻo thì các bác nhìn người ta bôi keo bôi sơn thì nó rất là sơ sài, phải không ạ? Đó, thật sự là các cái dây này thì chúng ta không nên dùng, không nên dùng chút nào. Bởi vì sao? Các cái dây này nó sẽ gây hư hỏng thiết bị nhà mình thêm thôi. Bởi vì trong quá trình sử dụng nó bị mua ve á, thì cái tiếng xẹt xoẹt ở loa nó sẽ ra rất là nhiều và nó có thể gây ra hiện tượng dò điện nữa. Đó, thì các bác lưu ý khi chúng ta chọn dây sử dụng. Và với cái xu thế như bây giờ, các bác đầu tư một dàn âm thanh rất là nhiều tiền mà cái dây sợi dây thì nó không đáng bao nhiêu tiền các bác, nên em nghĩ là các bác nên quan tâm đến những cái sản phẩm phụ kiện như vậy. Đó, thì bên em hiện tại bây giờ đang bán cái dây AV bông hoa sen này, các bác nhìn này, sợi rất là, trước tiên em nói đến cái đầu đó, đó cái đầu này là người ta đúc nguyên khối nhé các bác nhé, đó, đúc nguyên khối, đó, rất là chắc chắn ba sợi. Và tiếp theo đầu dây người ta có bọc một lớp cao su để chúng ta để các cái sợi dây này nó không bị đứt. Nếu như mà nó thiết kế thông thường như là các cái dây bọc như thế này mà người ta không bọc cái lớp cao su này thì nó sẽ gây là dễ bị gãy dây ấy. Đó, cho nên là người ta đã thiết kế một lớp cao su như này bên ngoài để bọc, để cho chúng ta khi chúng ta cắm nó không bị gãy. Và bên ngoài này nó là một lớp cáp. Các bác nhìn này, lớp cáp mà có cả lưới đen luôn các bác nhá. Để em lấy nét cho các bác. Nó có một lớp lưới đen ở bên ngoài, các bác nhìn rõ không ạ? Đó. Đó, thì người ta thiết kế thế này để thứ nhất là tránh tình trạng là chuột nó cắn dây này. Chuột cắn dây hoặc là trong quá trình sử dụng nó bị ẩm, ướt, nó sẽ gây mủn, nhưng mà cái dây này thì nó sẽ không bao giờ bị như thế được. Bởi vì là người ta thiết kế cái vỏ bên ngoài này là một lớp lưới này. Bên trong nó là một lớp cái này thì em không được nhìn rõ. Nhưng mà lớp bên trong nó là thiết kế bằng cao su. Đó, giúp chúng ta là tránh ẩm ướt. Kể cả chúng ta khi chúng ta di chuyển cũng không làm sao cả. Và nếu như mà các bác ít khi di chuyển, em khẳng định cái sợi dây này nó kết nối cho các đến 10 năm không hỏng. Em khẳng định là 10 năm không hỏng. Đó, thì chúng ta bỏ ra một số tiền nó không đáng bao nhiêu, nó để cho nó lại giữ được cho cái thiết bị dàn âm thanh nhà mình nó tốt. Đó, nó không gây hiện tượng xù xì hoặc là không gây hiện tượng là bị loa bị kêu hú khi chúng ta sử dụng. Đó, thì em nghĩ là các bác nên mạnh dạn gọi điện tới số điện thoại 0978503822 để được hỗ trợ và tư vấn, hoặc các bác có thể để lại bình luận bên dưới để chúng nhân viên tư vấn chúng em là sẽ tư vấn cho các bác nhanh nhất và sớm nhất. Vâng, đó thì mọi chi tiết các bác có thể liên hệ tới số điện thoại đang hiện lên trên màn hình. Vâng, và các bác nhớ like và đăng ký kênh để được
theo dõi những video tiếp theo của chúng em. Vâng, em xin chào các bác. Chúc các bác một ngày mới tốt lành.